Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 7 thương hiệu máy lọc không khí nào tốt nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy lọc không khí Panasonic. Nếu bạn đang quan tâm đến máy lọc không khí, thì một trong những thương hiệu nổi tiếng mà bạn không nên bỏ qua đó chính là Panasonic. Đây là dòng sản phẩm được đánh giá cao và được xem là chuyên gia lọc bụi và khử mùi rất hiệu quả. Điểm nổi bật của chiếc máy là được ứng dụng công nghệ 3 màng lọc khí, đó là dạng lọc thô, HEPA và carbon, nên đã giúp cho không khí được lọc sạch và mùi hôi cũng được khử, nấm mốc cũng phần nào được loại bỏ. Bên cạnh đó, với nhiều tính năng được trang bị đi kèm như hẹn giờ, giá bán hợp lý, nên rất thuận lợi cho khách hàng trong quá trình đầu tư sử dụng lâu dài. Và nếu so với những dòng sản phẩm khác trên thị trường, thì máy lọc không khí Panasonic hiện đang là thiết bị an toàn, hiệu quả cao, tiết kiệm điện năng rất nhiều mà tiếng ồn cũng đạt giảm thiểu một cách tối đa. Ở vị trí số 2 đó chính là máy lọc không khí Saab. Nằm trong top thương hiệu máy lọc không khí tốt nhất, Saab mang đến cho người dùng sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Máy lọc không khí Saab có màu sắc sang trọng, nhã nhặn và thiết kế thì vô cùng nhỏ gọn, nên đã góp phần tăng tính thẩm mỹ cho gian nhà. Bên cạnh đó, thiết bị này lại có diện tích lọc sạch rộng mở, nên đem đến cho không gian nhà không chỉ trong lành mà còn mát mẻ. Máy lọc không khí Saab FPF30EC. Và nếu như những sản phẩm khác luôn làm khách hàng lo lắng về độ bền, sự tiện nghi, thì đây sẽ là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường được trang bị bộ lọc HEPA cùng màng lọc hoạt tính, nên có thể loại bỏ được 99.97% vi khuẩn, bụi và nấm mốc, cùng với giá bán không quá cao, nên sẽ giúp khách hàng dễ dàng đầu tư sử dụng lâu dài. Máy lọc không khí Saab FPG80EVH là dòng thiết bị sử dụng trong nhà, nên những tính năng của dòng máy lọc không khí Saab FPG80EVH có thể đảm bảo tốt nhất cho khách hàng về yếu tố như là lọc sạch hết bụi bẩn, các chất độc hại, điện áp 220V, giá bán ưu đãi phù hợp với túi tiền người Việt. Đặc biệt, diện tích lọc sạch của máy lên đến 62m², nên giúp gia đình có diện tích rộng an tâm về sức khỏe, vì không khí ngôi nhà được lọc sạch một cách tối ưu. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là máy lọc không khí Daikin. Khá thành công trên thị trường, nên Daikin đã trở thành thương hiệu quen thuộc của mọi nhà. Những sản phẩm máy lọc không khí của Daikin đều rất hiệu quả, kiểu dáng thanh lịch đi kèm là màu sắc đẹp, nên giúp không gian nhà trở nên sang trọng hơn. Và mẫu máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 đang được bán chạy nhất thị trường, bởi cho khả năng hút gió mạnh, vận hành êm ái mà còn loại bỏ được các chất gây hại, chất gây dị ứng trong không khí, nên rất được ưa chuộng. Ngoài ra, sản phẩm có lọc tĩnh điện giúp làm sạch tối đa, và giá sản phẩm chỉ tầm trên 5 triệu, nên phần nào giúp bạn có thể sở hữu dễ dàng vì không quá cao, mà chất lượng vẫn đảm bảo là tốt nhất. Ở vị trí số 4 đó chính là máy lọc không khí Hitachi. Nằm trong top máy lọc không khí tốt nhất còn có thương hiệu nổi tiếng Hitachi. Trong đó, sản phẩm Hitachi EPL110E là mẫu máy được đánh giá cao và hiện đang rất phù hợp với những ngôi nhà lớn có diện tích khoảng 80m², được thiết kế rất hoàn hảo từ hệ thống lọc khí cho đến lớp lọc gồm 3 lớp là lớp HEPA, lọc khử mùi và tạo ẩm. Cũng như những dòng máy khác, Hitachi đã đem đến cho khách hàng tính năng của máy là vận hành êm ái, không phát ra tiếng ồn nên tạo cảm giác dễ chịu. Ngoài ra, khả năng tiết kiệm điện của dòng máy này rất cao, cũng phần nào giúp khách hàng có thể giảm bớt chi phí trong gia đình. Song nếu so với giá bán thì chúng có phần cao hơn hẳn, nhưng vẫn là sự lựa chọn của nhiều khách hàng bởi chất lượng đảm bảo, sản phẩm có độ bền cao. Đứng ở vị trí số 5 đó chính là máy lọc không khí Electrolux. Đến từ xứ sở kim chi, nên những mặt hàng của Electrolux được đánh giá khá cao vì được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Điểm nổi bật giúp cho thương hiệu này ngày càng nổi tiếng về máy lọc bụi không khí đó là bộ lọc tiêu chuẩn HEPA, tấm khử mùi clean gel mật độ cao, nên được nhiều gia đình có con nhỏ rất yêu thích. Và nếu như những sản phẩm khác làm khách hàng phải lo lắng về chất lượng, độ bền, thì ở đây với hiệu quả lọc bụi, vi khuẩn lên đến 99.98%, thì chắc chắn rằng mọi gia đình nên trang bị để không khí được trong lành hơn. Ở vị trí số 6 đó chính là máy lọc bụi không khí Philips. Không thể phủ nhận rằng, các dòng sản phẩm của Philips luôn đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ về kiểu dáng, thiết kế vượt trội, về tính năng mà giá bán cũng rất là ưu đãi. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những ưu điểm nổi bật của máy lọc không khí Philips qua dòng máy AC2882/10. Với tầng lọc than hoạt tính và công nghệ AeraSense hiện đại, nên các loại phấn hoa, hạt bụi siêu nhỏ, vi khuẩn, các chất gây dị ứng dễ dàng bị loại bỏ, hiệu quả lên đến 99.97%. Nên một khi sở hữu mẫu máy này, khách hàng có thể bảo vệ được gia đình bởi không khí được lọc sạch sẽ nhất. Do đó, quý khách đừng bỏ qua thương hiệu Philips này nếu đang muốn chọn mua sản phẩm máy lọc không khí tốt nhất nhé. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy lọc không khí Kangaroo. Kangaroo là một trong những top thương hiệu máy lọc không khí có mức giá tốt nhất hiện nay trên thị trường.
Tuy nhiên nói về chất lượng thì chúng cũng rất vượt trội. Và nổi tiếng là mẫu máy KGAV3 có khả năng loại bỏ nguồn độc hại như khí thải, co, VOC rất tốt, và thêm vào là chế độ tiết kiệm điện tối đa nên không chỉ giúp gia đình bạn có thể bảo vệ sức khỏe, mà chi phí tiền điện cũng giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, nếu khách hàng quan tâm đến công suất vận hành của máy, thì hãy an tâm bởi chúng rất ổn định mà độ bền cũng rất là cao. Và vừa rồi là top 7 thương hiệu máy lọc không khí nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc máy lọc không khí phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới cái phần mô tả của cái video này để các bạn tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.